Rồi, ok, xin chào mọi người. Mình tiếp tục, mình sẽ tổ chức cho mọi người cái buổi event nhỏ nhỏ, đó là bắn siêu cao. Để thử cái tài bắn của mọi người trong cái server Gunpow kênh giải trí tổng hợp này. Thì hiện tại server đang mở cũng được 2 tháng rồi anh em. Rất là lâu dài, và mình vẫn đang tiếp tục duy trì server cho anh em chiến thật là lâu dài hơn nữa, phải lửa lắm. Và bây giờ thì các đội tuyển của chúng ta thì sẽ thi đấu, và có Minh tay chơi khét tiếng cũng như là đánh giày, bên kia thì có Panda và Sen thì cũng là những tay chơi siêu cao khét tiếng. Thì để xem các đội tuyển của chúng ta thì sẽ là người thi đấu như thế nào nhé. Rồi, Sen vừa đã bắn trúng vào đầu của Minh, nhưng mà vì các bạn đấy bắn rất là phi lê cho nên là chỉ mang tính chất là câu trúng thì là thành công thôi. Thì, các bạn ấy sẽ thi đấu như nào đây? Rồi, Panda thì ngay quả liên đầu tiên thì đã bắn hụt xuống dưới đất rồi, rất là đáng tiếc. Còn đánh giày thì lần này bạn ấy đã xài cho mình cái tăng hình đơn để bạn ấy có thể mà chạy chỗ để mà có thể mà bắn được. Thì giỏi thì đợi tao quay lại. Rồi, ok, thì lần này là đến lượt của bạn Minh sẽ bắn. Và lần này thì không biết là bạn đã tích được nhiều pâu hay chưa. Rồi, bắn chặt sang cái góc bên kia rồi. Còn phía đầu này bạn Sen thì sẽ bắn. Và lần này có trúng không? Lại trúng tiếp phát nữa rồi. Rất là kinh khủng luôn. Rồi, bạn Panda, bạn đấy vừa bạn ấy bắn sang bên cái góc đầu này. Nhưng mà tiếc thì bắn lần nào bắn thì cũng bị hụt cả. Còn lần này Minh thì sẽ bay đi cái góc nào đây? Rồi, bạn ấy bay lên cái phía đầu này và cũng chột dạ này, thức tỉnh rồi. Còn Hùng thì vẫn đang rồi, bò lên cái chỗ rất là dài và dày như này các bạn. Thì cái khả năng mà bạn Sen bạn có thể là bạn ấy bắn trúng được bạn Hùng thì rất là khó. À, bạn Minh bạn em bạn Sen bạn ấy bắn trúng bạn Minh thì rất là khó. Và lần này bạn Sen bạn ấy đã sai cho mình cái tăng hình đó để mà có thể mà chạy được. Còn đánh giày thì vẫn đang tiếp tục là có tàng hình, và bạn ấy sẽ xử lý cái tool này như thế nào đây? Trúng không? Không trúng rồi. Chặt rồi anh em ơi. Rồi, chúng vào người của bạn Panda rồi. Phần bạn Hùng thì không biết là bạn ấy đang chạy đi cái góc đằng đầu đằng nào luôn. Đánh giày từ nãy giờ bạn ấy đang có cái tàng hình này, và tàng hình đang rất là lâu. Còn bạn Minh thì có tool rồi nhưng mà chưa biết là bắn đi đâu. Thế nên là bạn ấy bắn bừa này. Biết đâu thì lại trúng. Đã bắn siêu cao rồi mà bắn tàng hình thì rất là khó chịu luôn.
Rồi, tàng hình của bạn đánh giày đã bị hết và bạn ấy đã bị lộ. Hiện tại thì đội tuyển kia đang tiếp tục là xài tàng hình luôn. Nhưng mà lần này bắn một bạn bắn ăn nổ nhưng mà tiếc rằng nó không trúng. Phía bạn đánh giày thì cũng chưa biết ai nhưng mà cái bầu bừa. Đấy, mình chả biết là bạn ấy câu đi đâu nữa. Chỉ cần một kill là người tiêu đây. Trời ơi, không biết là ai mà là đồn. Ôi trời ơi, các bạn quá là lỗi đẳng cấp như vậy. Ui dồi ôi, còn một tí cái cục đất nhỏ xíu ở cái chỗ phía đâu là ngày mà không dụng luôn anh em ơi. Một tị ở đây thôi mà nó không dụng. Rồi, lần này mình tiếp tục kết hợp. Lần này kết hợp thành công không? Nói ra là bắn phải trúng nhá. Ồ, đạn này, đạn nó rơi xuống rồi. Đến hoa mắt bạn Hùng. Nhưng mà tiếc rằng thì cái miếng đất nhỏ xíu ở cái đầu đằng này nó đã cứu nguy cho bạn Hùng này của chúng ta rồi. Và vẫn đang tiếp tục là quại. Tiếp tục là quại và nằm ở cái mảng đất như này. Rất là éo le. Nhưng mà không rơi. Và bây giờ chỉ cần một chấm chạm tay là có thể là bị rơi. Rồi, Panda thì vẫn nặng nề ngồi ở cái đầu góc đằng này. Và bạn ấy quyết định xài cái gì tiếp theo đây. Liên 7. Và liên 7 lần này thì có sắp mặt được đánh này hay không? Xùi. Rồi, tiếc là liên 7 không trúng của bạn ấy xài ngay cho mình cái thức tỉnh. Tiếp theo. Còn về phía bạn Minh này thì đã nhìn thấy con mồi khá là ngon. Nhưng mà quan trọng là bắn có trúng được không thôi. Còn không trúng được thì đến bó tay. Ui ôi, còn một xíu nữa thôi mà không trúng luôn anh em. Còn một xíu nữa xíu thôi mà không trúng. Bạn Sen thì bạn ấy làm yên. Làm yên bất động ở cái khu vực này. Nhưng mà cảm giác cột dạ thì cũng bay rồi. Bay cũng rồi, toàn là siêu cao thôi anh em ạ. Khủng khiếp thật. Một xíu cái miếng đất nhỏ tí ở đây thôi đã cứu cho bạn ấy thoát qua cơn hoạn nạn rồi. Còn về phía cái đầu đằng này của bạn Panda thì từ nãy giờ bắn thì chưa thấy có cái hiệu quả gì xảy ra cả. Vai trò của bạn ấy khá là mờ nhạt trong trận đấu luôn. Hầu như nó bắn xịt hết, không trúng được là bao. Còn Hùng thì đang tích cực diệt những cái miếng đất của đánh giày đứng. Và Panda lần này thì có tool nhưng mà gió thì lại là gió 4. Không biết là có bow không nhưng mà không. Bạn ấy tiếp tục là những pha bắn mờ nhạt của mình. Về phía của bạn đánh giày thì lần này có tool và bạn ấy xài sung. Liệu bạn ấy có xung thành công mà Panda, trong khi đó cái địa hình ở chỗ này nó vô cùng là mấp mô luôn, vô cùng là mấp mô. Quan trọng là xung có rơi hay không, nhưng mà quan trọng rồi không rơi và cũng không trúng luôn. Một xíu nữa thôi. Rồi, một quả xung đã phí và hiện tại bạn ấy tốn khá là nhiều thần lực này. Mà tốn mất 6 điểm thần lực luôn. Bạn ấy bắn trúng luôn. Rồi, Hùng lần này bạn ấy có tool. Nó bắn đã trúng vào người của đánh giày rồi. Và con pet nó đập vào đánh giày. Và bạn ấy đã tìm ra được cái địa điểm tọa độ của đánh giày đang đứng là tí có thể mà câu được. Hoặc là bạn ấy sẽ sử dụng cái phương pháp gì đó. Còn về phía Panda thì lần này chơi hơi cứng luôn. Câu hẳn gió 4 siêu cao. Liệu bạn ấy câu có được thành công hay không? Rồi luôn, mất luôn câu luôn.
Rồi, Hùng thì bắn không phải bạn Hùng mà bạn Minh. Minh đã bắn trúng một người của bạn Panda luôn. Con pet nó đánh câm lặng nhưng mà miễn không không được. Hùng lần này thì chơi cứng hơn, bạn ấy xài cho mình cái đạn nổ nổ quế và đúng lúc này nó trúng luôn. Nhưng mà tiếc rằng thì bắn vào bạn thợ đánh giày không thua và lại bắn vào chính đồng đội của mình và đã bị rớt xuống dưới. Mình lần này thì chơi có vẻ cứng hơn hẳn luôn. Xong là bạn ấy pâu bạn Hùng. Lần này thì pâu thì trúng rồi nhưng mà một tí nữa thôi, tí nữa thôi thì anh chàng này của chúng ta bị rơi. Tiếc là cái đường đạn của kiếm này nó đi chạch mất cái hướng bắn và bạn ấy đã tiếp đến chỗ mà phát khóc lên, sử dụng cái biểu cảm phát khóc lên vì tiếc cái công tiếc cái quả bầu của mình đã bao nhiêu công nuôi dưỡng và đến lúc bầu thì xíu một xíu nữa thôi thì nó đã được rồi. Nhưng mà cuối cùng thì tay trắng thì lại về mo. Bạn này bạn ấy bạn đánh giày bạn ấy bay được đúng là cái tọa độ điểm đẹp rồi. Bạn Hùng thì lần này đang cố gắng mà làm sao mà bắn được trúng người của mình. Và không những bắn này được bạn Minh rất xuất sắc nhưng mà cũng nhận lại cái kết rất là đắng, đó là bạn Minh bạn lại bật vào đúng là cái chỗ đối thủ của mình đang đứng luôn, cho nên là cái khả năng cũng không ăn nhầm gì. Hai đối thủ giữa đội xanh và đội đỏ thì đang đứng cạnh bên nhau luôn. Đấy, đứng cạnh bên nhau và đang tâm sự giữa hai người đàn ông. Các cái cuộc trò chuyện gì thì mình cũng không để ý được. Đó là cái cuộc trò chuyện gì giữa hai người đàn ông này luôn. Và Panda đánh giày và Panda thì Panda sau khi ném bỏ đi cái quả câu rất là đáng tiếc của mình thì bạn ấy lại tiếp tục là tích câu và lần này thì nhảy. Bạn ấy sử dụng cái máy bay giấy, bạn ấy bay nhưng mà tiếc là bay cũng không thành công. Và cái phần phía đầu này của Hùng thì Hùng lại tiếp tục chọi gió lăm và ném những cái viên đạn đi bắn chim, nhưng mà chim thì còn rất là nhiều, gió thì rất là cao, mạnh gió như thế thì chỉ còn bắn chim thôi chứ còn bắn trúng thì cũng rất là khó luôn nhá. Panda thì cũng chơi liều và xài luôn cho mình cái đạn đổi chỗ để đổi được đánh giày xuống, nhưng mà tiếc thì cũng nó cũng chẳng trúng luôn mà hầu như là chỉ là bắn chim thôi. Và chim thì từ nãy giờ bắn chết được mấy chục con rồi, không biết bao nhiêu là viên đạn bắn nhưng mà tiếc chỉ có bắn chim thôi. Được. Rồi, lần này thì Hùng có một câu nữa và bạn ấy quyết định sử dụng là gió thổi ba và bắn nhưng mà bắn cũng không được và cái map mà càng ngày càng khó. Tất cả mọi sự thì nó sẽ càng khó khăn về sau. Và những các cái tảng đất này thì đều bị các bạn ấy cày nát bươm rồi.
Rồi, panda thì bắn mãi thì cũng không trúng và bạn ấy cứ tích cực là bắn chim. Rồi, Panda lần này có gió không rồi? Có bow hay không? Sao lại không bow nhỉ? Đây, lần này thì bắn thì rõ ràng là trúng rồi. Chỉ cần một kill là người tiêu đây. Rồi luôn, lần này thì đánh giày quyết định là Poke. Và Poke có thành công không? Ô trúng rồi này, nhưng mà rồi lần này thì Minh sẽ chơi. Rồi Panda thì rồi, Panda thì lần này đã đổi chỗ và đã trúng, đóng băng, không nặng
nhưng mà miễn dịch thì cầm nặng. Ui, của tôi không luôn. Đánh đánh giày đang đứng trước cái ngưỡng cửa đó là tử thân rồi. Liệu thôi xong, lần này chỉ cần panda bắn trúng thôi. Thấy đã cười rồi thì hụt rồi. Cười là hụt rồi. Rồi, không bắn lần này gió 4 và trúng người của đánh giày. Đánh giày đã đi. Rồi, bạn ấy bắn đã trúng. Rồi, hùng lần này thì cả có tự sát thì cũng ok luôn. Thôi, bọc mình xuống dưới này, rơi xuống dưới này, rớt xuống dưới này rồi. Mình có thể là chạy đi em ạ, chạy sang cái cột bên cạnh này cũng ổn đấy. Rồi, ở bên ngoài thì Gian đang tặng 999. Rồi, Panda đã bắn chật rồi. Còn lần này thì chắc chắn thì mình cứ đứng ở đây thì cũng toang nhá. Cứ chạy đi thôi. Cái hùng thì cứ dã. Dã xuống này thì mình một nát nữa thì rồi, đẩy mình một xíu nữa là mình tụt xuống dưới, nhưng mà tiếc thì lại không thành công. Và là cái nóc này thì hiện đang sở hữu của mình. Panda thì lần này thì nóng máu rồi, quyết định là bay sang. Ui, bay quá chuẩn luôn, tuyệt vời. Rồi,
Hùng thì xài luôn cho mình cái đạn xung kích vớ vẩn xung vào đồng đội. Xém một tí nữa thôi, tại sao mà không chờ đến gió. Rồi, panda lần này thì Pou và Pou ai thì cũng được thôi. Cơ bản là nó có trúng hay không thôi. Mọi người thấy hụt chặt rồi. Rồi, Hùng thì lần này rỉa nhưng mà vẫn là không trúng. Vẫn hụt luôn anh em ơi, vẫn hụt luôn. Rồi luôn. Lần này thì chơi cứng luôn. Giỏi thì đợi tao quay lại. Nhưng mà Hùng thì đi nhưng mà nhưng mà bạn kia bạn không đi luôn. Mình vẫn sống. Mình lần này bay lên. Hoặc là hoặc là không bay lên thì rồi, mình đã sai thức tỉnh. Rồi luôn, mình của chúng ta thì tịt luôn. Chỉ cần một kill là người tiêu đây. Rồi luôn, không được luôn và đã hụt luôn.
Rồi, mình quyết định là bay, nhưng mà toàn là bị mất, không còn có khả năng kéo được nữa. Thì đợi tao quay lại. Và cuối cùng thì cũng đành thì đợi tao quay lại. Chịu thôi. Rồi, mình sẽ phát quà cho hai bạn đó nhé.